khi được đề nghị vào viện dưỡng lão nghệ sĩ thương tính nói gì những ngày qua thông tin nghệ sĩ thương tính phải nhập viện cấp cứu vì độc quỵ thu hút sự quan tâm của bạn bè trong giới và người hâm mộ sau khi biết tin diễn viên phim biệt động sài gòn cấp cứu trong khi hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn nhiều nghệ sĩ như lý hương hạnh thúy nghệ sĩ nhân dân kim cương đã vào viện để thăm hỏi động viên tinh thần và hỗ trợ anh một phần viện phí Đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi với vai trò phó chủ tịch Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức vận động mọi người giúp đỡ thương tính. Tính tới hết ngày 27 tháng 2, sau 2 ngày ra lời kêu gọi, đã có hơn 225 triệu được đồng nghiệp và người hâm mộ gửi giúp đỡ diễn viên Biệt Động Sài Gòn và cùng với số tiền của người đưa trực tiếp, thương tính đã nhận được hơn 270 triệu ủng hộ. Vì vợ anh tính mới từ dưới quê lên Không có tài khoản Nên cô ấy cũng đồng ý việc lấy tạm tài khoản của tôi Để mọi người quyên góp Với tình hình hiện tại Thì mình không thể đợi cho nhiều Mà phải chuyển bớt vào để thanh toán viện phí cho anh Trịnh Kim Chi giải thích Trước đó chia sẻ với phóng viên Nữ nghệ sĩ cho biết mình đã vào viện thăm thương tính Trong sáng ngày 27 tháng 2 khi đó cô ngỏ ý hỗ trợ diễn viên biệt động Sài Gòn vào viện dưỡng lão nghệ sĩ thì anh từ chối và nói Viện dưỡng lão dành cho những người đang sống một mình, không ai chăm sóc. Còn anh có vợ con nên vô đó thì kỳ lắm. Trình Kim Chi chia sẻ. Được biết, viện phí điều trị của thương tính hiện nay lên tới 5 triệu đồng một ngày. Chi phí cho xét nghiệm, thuốc men và chụp hình CT sẽ còn phát sinh tiếp nên số tiền điều trị cho ông sẽ không hề nhỏ. Dịp Tết vừa qua vì khó khăn nên mãi tới ngày 8 tháng Giêng âm lịch, thương tính mới về quê thăm vợ con nhưng chỉ hai ngày sau anh đã vội vã vào Sài Gòn để tìm việc. Tuy nhiên diễn viên phim Biệt Động Sài Gòn chưa tìm được việc thì đã bị độc quỵ. Thương Tính tên thật là Bùi Thương Tính sinh năm 1956 tại Phan Rang, khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương, nhưng Thương Tính được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh. Ông đã thủ vai gần 200 bộ phim. Ông là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990, với kỷ lục về số phim nhựa ông đóng trong một năm. Tên tuổi của diễn viên thường tính gắn liền với các bộ phim như Biệt động Sài Gòn, Vén bài lật ngửa, Săn bắt cướp. Về cuộc sống riêng tư, thường tính cho biết, ông từng trải qua nhiều cuộc tình và những cuộc hôn nhân thất bại. Năm 58 tuổi, ông bất ngờ kết hôn với cô gái kém 32 tuổi và cặp đôi hiện có một con gái chung 6 tuổi thương tính của hiện tại đang vượt lộn với đời sống khó khăn chật vật. Thời gian vừa qua, dịch bệnh tác động mạnh tới thương tính khi anh không có việc làm. Thương tính đang sống ở quận 12 Sài Gòn, nam nghệ sĩ từng chia sẻ nỗi khát khao có con trong cuốn hồi ký của mình. Ở buổi hoàng hôn của cuộc đời anh đã hiện thực hóa niềm khát khao của ngày xưa, chỉ có điều khiến thương tính đau lòng, còn ra đời vào thời điểm kinh tế của anh bất ổn nên chịu nhiều thiệt thòi.